Dù các bạn có ghét cha mẹ mình hay ai như thế nào đi chăng nữa, chốt một câu này: ông bà chết thì sao các bạn? Ông bà chết thì sao? Ngày mai chết luôn thì sao? Cho nên bạn nào hôm nay nghe được cái này, ra ôm ba má mình cái, ở xa gọi điện vậy. Thật sự á, người cha người mẹ họ không cần gì nhiều đâu các bạn. Họ không cần gì nhiều. Họ chả cần bạn một tháng gửi về 3-4 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu đâu. Họ cần các bạn thương họ, nhớ tới họ, yêu quý họ. Và cần các bạn gì? Thành công. Cần các bạn hạnh phúc.